Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn đi câu cá của mình nha. Hôm nay mình đi xuống hồ câu ở dưới đường dẫn cao tốc mà khu Tân Kiên mình tránh nhé các bạn. Đi thẳng đường Trần Văn Dầu rồi tới đường dẫn cao tốc mình sẽ quẹo phải. Quẹo phải chạy vô đó là nguyên một cái khu hồ câu các bạn. Có tới 20-30 hộ điểm hồ câu á. Hôm nay mình mới khám phá tới đây. Hồ câu san sát nhau luôn các bạn ạ. Rất nhiều nha. Các bạn có thể tới đây để khám phá. Đấy, phong cảnh ở đây thì thật là tuyệt vời. Có sơn thủy chưa? Hữu tình, ý quên, chưa, không chưa. Có sơn, chỉ có thủy thôi. Bác ấy cơm. Nước rất là nhiều, hồ rất nhiều. Và đây các bạn sẽ cùng câu cá mình nha. Chú cá đầu tiên thôi, bắt từ đầu được cần thủ đang dìu lên. Lớn lắm các bạn ơi, trời ơi nó quẫy kìa. Quá khủng khiếp luôn. Đấy, chủ hồ này, anh chủ hồ chuyên gia này, quay để đang gãy cần Facebook này. Con cá chép nha các bạn, cá chép rất lớn luôn. Đó. Cần tấu kìa. Lên. Này mấy anh em bên mình nha. Mẹ giật loại lên cá. Úi đây cá trôi chứ các bạn. Quên. Nhìn nhầm. Cá trôi bự ghê. Con này chắc chả có được 3 ký hả? Con này và chân tương thì chắc là êm lắm này. Mất mấy thùng bia luôn đó. Rồi bây giờ tới phía bên kia, bờ bên kia của hồ các bạn. Phía bên đấy nãy giờ câu được nhiều lắm rồi. Nó hơi xa chút các bạn thông cảm nha. Đó bạn đang dìu quá. Trời ơi. Hồ này đa số là cá chép các bạn ơi. Khu này mình không nói bậy đâu. Khoảng 20 hồ các bạn. Chắc tầm đấy đấy. Quên rồi. Mình đứng ở đây là nhìn bốn xung quanh là thấy bốn hồ. Trên đường đi mình đếm thấy là rất rồi. Nhiều biển hiệu nha. Mình không có đếm. Chưa tính. Nhưng mà rất nhiều. Rất nhiều hồ câu cá. Ở đây xuống đây đúng là một sự vùng quẫy thỏa thích cho các cần thủ đấy. Nó đâu cho lấy. Ở dưới này thì cần thủ hơi thưa thớt hơn các bạn. Mình từ lúc mình xuống là mới có 9 người câu thôi, hôm nay là thứ 7. 9 người câu thôi. Sau mới được 10, mà 10 người mới được tính sôi nhá các bạn. Ở đây có cả cá cá mè, đây mình nghe cả là có mỗi cá mè rất lớn. Bạn kia câu được 6 ký luôn. Nhưng mà cá mè thì chủ hồ không cho lấy. Bắt phải bán lại cho. Như là 250 thì phải. Đó, lại lên một em nữa rồi. Quá này. Tuyệt vời. Trong cá chép. Em này con dưa trôi đường nó bắt lắm đây. Tốn mấy thùng bia đây. Rồi lại sang bên kia các bạn ơi. Có một điều rất lạ là khi mình đi quay video các bạn. Mình cứ đứng ở bên này hồ thì bên kia họ câu được. Đấy, khi mình vòng qua bên kia thì bên đây lại câu được. Còn gì chắc có vẻ là chép à? Cuộc đời rất là chớ trêu nhỉ. Cứ ở bên này hồ thì bên kia câu được, sang bên kia thì bên này câu được. Chắc mình phải mua cái file cam quá, live cam quá. Mà không có điều kiện giờ sao giờ ta. Mà live cam không lẽ để bay hoài. Rồi hôm nay cần thủ này chuẩn bị rút quân này. Bạn câu được 7,5 ký nha các bạn. 7,5 ký. Quá trời luôn. 9 ký mấy? Rồi, rút quân thôi các bạn ơi. Như này là cũng ổn rồi, đủ và để đủ bữa nhậu rồi nhỉ các bạn nhỉ. Rồi mình dừng video ở đây nhé. Bye bye, chào các bạn.